mình sẽ tìm hiểu vài tool mà mình thường xuyên dùng cho Amazon á. Nhưng mà hôm nay mình sẽ học cái Helium 10 trước. Thì trong tất cả những cái tool mà mình sẽ áp dụng để mà mình hoạt động trong cái quá trình mà mình làm FBA á, thì Helium 10 cho đến thời điểm hiện tại nó là cái tool mạnh nhất. Nó tích hợp nhiều cái tính năng nhất mà người bán hàng trên Amazon không thể nào thiếu nó được. Hướng dẫn sử dụng tool Helium 10. Thì á, hiện tại Helium 10 có thể được đánh giá là một cái tool không thể thiếu khi mà mình bán hàng trên Amazon. Nó là tổng hợp của nhiều chức năng của nhiều tool khác và nó giúp cho seller lọc ra được các chỉ số cần thiết để mà phân tích sản phẩm từ lúc mà mình bắt đầu tìm sản phẩm cho đến khi hàng lên kệ và launching. Thì mọi người nhìn trên cái bảng này là cái bảng mà những cái chức năng chính của Helium 10 nè. Bây giờ mình sẽ đi vô từng cái chức năng. Đầu tiên là cái hộp black box trên cùng á, thì chức năng của nó là gì? Là giúp tìm ra những sản phẩm tốt nhất để mà bán trên Amazon. Có nghĩa là khi mình bắt đầu mình tìm sản phẩm á, thì mình sẽ tìm mình nghiên cứu sản phẩm để mà mình quyết định mình bán hàng gì á, mình sẽ sử dụng cái hộp này. Thì black box nó sẽ cho phép mình tìm kiếm cơ sở dữ liệu của hơn 450 triệu sản phẩm đang hoạt động trên Amazon để mà mình tìm ra cái cơ hội bán hàng. Rồi, cái chức năng thứ hai. Chức năng thứ hai là Trendster nè. Nó là công cụ kiểm tra xu hướng. Có nghĩa là cái mình sẽ check xem là cái từ khóa đó đó hiện tại á, là cái trend nó đang lên hay là đang giảm. Có nghĩa là cái xu hướng về nhu cầu của thị trường đối với cái sản phẩm đó đó trong ngách đó. Tool này nó sẽ lọc qua cái hành vi của tìm kiếm của khách hàng ở trên Amazon. Từ đó thì nó sẽ giúp cho seller quyết định là có nên bắt đầu kinh doanh với sản phẩm mà mình đang nghiên cứu hay là không. Tại vì á, cái check trend này nó khá là quan trọng. Ngoài cái tool Helium 10, mình sẽ check trên một cái tool khác nữa. Thì ví dụ như mình nghiên cứu ra, mình dùng cái hộp black box, mình đã tìm ra được một cái sản phẩm mà mình thấy là nó đảm bảo tất cả những cái thông số những cái thông số mà quy định cho một sản phẩm win rồi. Tuy nhiên là mình cần phải check thêm cái trend này nữa. Tại vì là những cái thông số đó đó là nó dựa vào quá khứ, đúng không? Nó dựa vào quá khứ và hiện tại thì nó sẽ cho ra nó cho mình biết là sản phẩm đó là tiềm năng. Tuy nhiên là khi mà mình kiểm tra cái trend đó là mình thấy là trend nó đang đi xuống. Có nghĩa là hồi năm trước á là cái nhu cầu nó còn cao hơn nữa. Rồi cái nhu cầu hiện tại là mình thấy nó nằm ở mức trung bình. Tuy nhiên là cái thời điểm trước là nó cao và nó đang đi xuống từ từ, nó đang đi xuống như vậy. Đó, cái trend nó đang đi xuống như vậy. Thì biết đâu là mình đang tìm cái sản phẩm là nó đang trên đường đi xuống nhưng mà nó xuống chưa hết, đúng không? Tại vì một cái sản phẩm nó luôn luôn có cái vòng đời của nó qua 4 giai đoạn. Thì ai học kinh tế thì sẽ biết á, tức là sản phẩm luôn có một cái vòng đời, nó qua 4 giai đoạn. Rồi giai đoạn là bắt đầu hình thành, rồi giai đoạn tăng trưởng, giai đoạn phát triển và giai đoạn suy thoái. Thì biết đâu là nó qua khỏi giai đoạn tăng trưởng rồi, qua khỏi cái giai đoạn phát triển rồi và nó đang trên cái bắt đầu của cái giai đoạn suy thoái, thì cái trend của nó sẽ đi xuống như vậy và nó mới xuống tới đây thôi. Thì những sản phẩm như vậy khi mà mình đi hàng á là hàng vừa qua tới kho, mà hàng vừa qua tới kho thì là bắt đầu cái trend nó giảm xuống gần tới giữa rồi, để 1 2 tháng là nó giảm xuống tới đáy, thì mình sẽ ôm cái tồn kho đó luôn đó. Rồi, cái công cụ thứ ba là công cụ là Manage, là một cái công cụ nghiên cứu từ khóa trên Amazon.
mà mọi người nói là nó mạnh nhất hành tinh. Có nghĩa là khi mà mình nhập một cái từ khóa hoặc là một cụm từ vào công cụ này thì nó sẽ show ra cho mình là hàng trăm thậm chí là hàng ngàn từ khóa tiềm năng liên quan đến cái từ khóa đó. Để mà mình dựa vào đó mình sẽ tối ưu listing. Rồi công cụ thứ tư á là cái SEO Pro. Cái công cụ này là có thể nói là nó quan trọng nhất nhì ở trong cái tool Helm 10 luôn. Mình sẽ dùng nó rất là nhiều. Thì SEO Pro nó giúp cho mình là tìm thấy những cái từ khóa mà tất cả đối thủ cạnh tranh của mình đang được xếp hạng ở trên Amazon. Từ đó thì là mình sẽ khám phá ra được bí mật của những cái từ khóa mà đối thủ cạnh tranh của mình họ đang dùng và mình thấy được cái vị trí ranking của nó trên Amazon luôn. Rồi dựa vào đó thì mình sẽ lọc ra được một cái bộ từ khóa để mình tối ưu cho listing của mình. Rồi công cụ thứ năm á là rank and stand nè. Nó là giúp lọc từ khóa và đếm số ký tự với nhiều bộ lọc khác nhau. Cái này thì nó phụ thôi, mình xem qua cho biết thôi. Thì nó tức là nó giúp cho mình sắp xếp từ khóa, có thể là sắp xếp theo hàng dọc, theo hàng ngang, hoặc là nó giúp mình loại bỏ những cái từ khóa trùng lặp. Rồi nó giúp những cái chữ tại vì là có những khi mà khách hàng á họ tìm kiếm thì họ đánh những cái chữ cái mà họ đánh bị sai rồi này nọ, nó sẽ lọc ra những cái chữ đó bỏ. Rồi cái công cụ thứ sáu á là công cụ này là quan trọng nhất, có thể nói là quan trọng nhất luôn ở trong Helm 10 á, là nó giúp cho tối ưu listing. Sau khi mà mình dùng SEO Pro này mình tìm ra được bộ từ khóa rồi đúng không? Dùng SEO Pro này mình kết hợp với một số tool khác ở ngoài nữa thì mình sẽ lọc ra được bộ từ khóa, xong rồi mình sẽ lấy bộ từ khóa đó đó mình index nó vào trong listing của mình thông qua cái công cụ này, thông qua cái Gribble này nè. Mình sẽ index bộ từ khóa vào trong cái content của mình theo từng vị trí ưu tiên và nó giúp cho mình là không có bị bỏ sót từ khóa nào hết. Rồi công cụ thứ bảy á là Index Checker, là nó giúp cho mình kiểm tra xem là cái từ khóa của mình á, từ khóa bộ từ khóa mà mình lọc để mà mình dùng nó mình ranking cho sản phẩm lên top á, nó sẽ giúp cho mình là kiểm tra xem là bộ từ khóa đó đã được index vào listing hay chưa. Rồi công cụ số 8 là Keyword Checker. Công cụ này là có thể nói là nó cũng quan trọng thứ ba ở trong Helm 10. Thì nó giúp cho mình kiểm tra sản phẩm xem là mình đang đứng ở đâu trong bảng xếp hạng từ khóa quan trọng. Rồi nó cung cấp cái thứ hạng hiện tại của từ khóa đã được index. Nhưng mà cái công cụ số 8 này á mình muốn dùng được nó đó thì là mình phải gắn cái IP của cái tài khoản seller của mình vô trong cái tool Helm 10 này. Mà mình gắn cái IP đó mình chỉ gắn khi nào mà cái tool đó mình xài riêng nha, chứ cái tool mà mình xài chung thì mình gắn vô á thì là nhiều khi là cái người xài chung á người ta sẽ spy được cái hàng của mình trong kho, hoặc là những cái tool mà mình mua dạng bẻ khóa á, thì mình không nên gắn tại vì nhiều khi nó nguy hiểm ảnh hưởng tới tới cái tài khoản seller của mình. Có nghĩa là khi nào mà mình xài cái tool Helm 10 mà mình mua nó chính chính chủ luôn á, mình mua giá 97 đô một tháng á thì mình mới gắn được và mình mới xài được mấy chức năng này. Rồi công cụ thứ 9 là Alex này á, nó giúp cho mình phát hiện ra được hai tracker tấn công listing của mình để mình có những cái hành động cần thiết trước khi quá muộn. Khi mà mình bán hàng trên Amazon á thì nếu như mà mình tìm được sản phẩm win và mình tối ưu listing tốt á thì cái sản phẩm của mình nó được ranking lên trên trang 1 thì lúc đó là sẽ bị nhiều người dòm ngó đúng không? Tức là những cái bạn mà chuyên đi làm hai tracker, bạn sẽ dùng tool, bạn sẽ nhìn thấy sản phẩm của mình, và nếu như mà họ nhìn thấy mình chưa có đăng ký brand trên Amazon, có nghĩa là mình chưa có list được ABC trên đó đó,
thì họ sẽ tấn công vô trong listing của mình, họ sẽ bán ké và họ chiếm listing của mình, chiếm buy box bằng cách là họ hạ giá thấp hơn mình, họ phá giá. Đó thì á, cái công cụ này nó giúp cho mình là phát hiện ra hai tracker trước khi mà hai tracker đó là nó available ra bên ngoài, có nghĩa là khi mà nó tấn công ở bên trong thôi. Tại vì có những đứa nó hai tracker là nó hai chắc vô, nhưng mà nó hai chắc xong thì cái listing của nó chưa nó tạm thời nó chưa có bán liền, mà nó chỉ hai chắc vô để nó theo dõi mình thôi. Thì công cụ này nó giúp mình phát hiện ra ở giai đoạn đó luôn, giống như là giai đoạn tiền ung thư vậy đó. Ok rồi, ba cái công cụ cuối thứ 10 đó là Inventory Protector. Thì cái này cũng ít xài á. Cái này nó giúp nó sẽ tạo ra một cái hàng rào để mà bảo vệ cái coupon của mình á. Có nghĩa là khi mình bán hàng trên Amazon thì có những lúc mình sẽ tạo cái mã giảm giá gọi là coupon để mình tặng cho khách hàng. Thì nếu như mà mình giảm giá sâu, sản phẩm mình đang hot mình giảm giá sâu, và mình muốn hạn chế số lượng, có nghĩa là mình muốn là một khách hàng sử dụng một phiếu thôi, thì cái công cụ này nó cũng giúp cho mình làm được chuyện đó nhanh chóng. Để mà nhiều khi là giảm giá sâu mà hàng mình hot á, mà mình quên cài cái chế độ mà giới hạn mua hàng á, thì là những người người ta vô người ta mua về người ta bán lại, thì người ta sẽ vô người ta gom hết hàng của mình trong kho luôn. Thì cái công cụ này nó giúp mình tránh cái chuyện đó. Rồi nó có công cụ là giúp refund Jenny. Thì khi mình bán hàng trên Amazon á, thì là có những trường hợp thì Amazon nó sẽ nợ tiền của mình qua cái việc mà ví dụ như là họ họ lưu kho mà họ vô tình làm cho hàng của mình bị hư hỏng, hoặc là trong quá trình ship họ làm cho hàng của mình bị hư hỏng. Thì lúc đó là họ sẽ bồi thường. Và công cụ này nó giúp mình là check ở trên Amazon để biết là Amazon đang nợ mình bao nhiêu, xong rồi là sẽ gửi gửi thư để mà đề nghị họ bồi thường tiền cho mình, hoàn hoàn cái tiền đó lại cho mình. Rồi cái công cụ cuối cùng là nó giúp thống kê lỗi chính tả cho từ khóa tìm kiếm trên Amazon. Cái này thì nó rất là dễ sử dụng nhưng mà mình cũng ít xài tại vì nó không quan trọng. Bây giờ quay lại cái màn hình Helium 10 chút xíu ha. Rồi đây nè, đó khi mà mọi người đăng nhập vô trong Helium 10 thì nó có cái hộp bên trái nè, là nó tất cả những cái công cụ nãy giờ là chị giải thích đó. Bây giờ ở trên đây á là mình có làm cái black box là mình xài nè, mình xài nhiều nè. Chưa nhìn thấy hình gì ạ? Chị không chia sẻ màn hình nữa rồi. Ủa vậy hả? I'm sorry. Rồi, khi mà mình đăng nhập Helium 10 thì mình sẽ ra một cái giao diện giống như vậy. Thì ở trên đây là đây là nguyên cái những cái công cụ và nãy giờ chị đã hướng dẫn cái chức năng. Thì ở đây là cái black box, là cái công cụ mình hay xài nè, mình xài nhiều nữa ha. Black box là một nè, cái Manic này cũng xài nhiều nè, rồi cái Sebro này, còn cái này Listing Optimizer này đặc biệt là mình xài nhiều nhất luôn, cái Ripple này nè ha. Đó, còn mấy cái ở dưới giống như là Index Checker, Keyword, cái Keyword Checker nè, Alex nè, Inventory nè, Refund nè. Thì những cái tool phía dưới này á, là khi mà xài là bắt buộc là mình phải gắn cái IP của cái tài khoản seller của mình vô. Gắn bằng cách nào? Ví dụ như mình nhấp vô đây.
Nếu vào đây mình mà ở trong cái tool này nè, Keyword Tracker này á, là nó giúp là mình ép cái sản phẩm của mình vô trong cái tool này, thì từ đó cái tool này nó sẽ phân tích cho mình là trong cái sản phẩm đó đó, những cái từ khóa nào mình đã được ranking ở vị trí thứ mấy rồi. Nhưng mà nó đòi hỏi á, là ví dụ như khi mà mấy bạn nhập một cái asin bất kỳ của sản phẩm mình vô đây, ví dụ này đi, ví dụ như sản phẩm này là của mình ha, mình nhập asin vô trong đây. Đó thì nó yêu cầu là phải gắn gắn cái IP, thì lúc đó là không bắt đầu từ cái công cụ này trở xuống dưới á, là đều nó đòi đòi cái này hết, nó đòi cái profile pay nè, thì mấy bạn chọn vô đó thì nó sẽ ra cái bảng như vậy đó. Thì là nó sẽ gắn ví dụ như là tài khoản của mình đang bán ở Mỹ thì mình chọn trên đây, đang bán ở châu Âu thì mình chọn cái phần ở châu Âu. Thì giờ ví dụ mình đang bán ở thị trường Mỹ đúng không, thì mình sẽ chọn vô cái nút là Add Token nè, thì mình phải có hai con số này nhắm gắn vào đây cho nó, thì hai số này nó nằm ở đâu thì mấy bạn sẽ nhấp vô chỗ là Show Me nè, What to Do nữa ha, rồi chọn vô nè Authenticate your seller account. Nếu như mà cái tài khoản của mình nó đang nằm trên cùng cái máy này luôn nha, tài khoản seller của mình nó phải đang nằm trong máy này luôn đó, thì khi mà mình nhấn vào trong cái nút này á, thì nó sẽ hiện ra cái bảng đó, cái bảng mà chị mới vừa tắt á, thì trên đó là nó có hai cái số này nè, đó nó có hai số là seller ID với lại cái số token. Mình copy mình gắn vào đây và mình add một cái, là lúc đó nó sẽ kết nối cái tool này vô trong tài khoản của mình. Và chị nhắc lại là mình chỉ nên làm cái thao tác này khi nào là cái tool này của bạn Viên nè, nếu như mà Viên Viên mua cái này một tháng mà đóng 97 đô á, thì Viên ép được, mà với điều kiện là đổi đổi mật khẩu đi, đừng cho người khác ha. Có nghĩa là mình xài một mình, hoặc là mình xài chung thì mình xài chung ba bốn bạn hùng lại và thật sự tin tưởng nhau thì xài chung thì được, còn đóng với những cái tool mà bẻ khóa mình mua 10 đô á, thì là không nên gắn. Rồi thì trên cái hộp này á, là những cái mình xài thường là black box, mình sẽ đi thật là chi tiết vô trong đó, mình phân tích nó. Black box là một nè, cái Manic này thì nó đơn giản rồi, nó dễ, nhưng mà mình cũng sẽ xài nhiều. Rồi cái SEO Pro nè và cái Listing Optimize. Bây giờ mình sẽ đi vô trong từng phần của những cái tool đó. Đâu rồi? Cảm ơn bạn đã xem video. Nếu thấy video hữu ích, vui lòng nhấn nút like để ủng hộ kênh và đừng quên nhấn nút đăng ký để không bỏ lỡ các video mới nhé.